Chào mừng các khán giả của Gia Bảo Luxury đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và trong video này thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cỗ máy Frank Mueller Vanguard V35SCATFODCD. Mang vẻ đẹp lấp lánh bất diệt, kim cương hay đá quý là chất liệu xuất hiện trên những mặt hàng xa xỉ và cao cấp hàng trăm năm qua. Xuất hiện trong nhiều sản phẩm cao cấp, kim cương đại diện cho vẻ đẹp xa hoa và lộng lẫy. Lịch sử chế tác kim hoàn và chế tác đồng hồ trong quá khứ đã có thời điểm giao thoa nhau, do đó không khó để nhận thấy rằng rất nhiều nhà sản xuất đã từng ít nhất một lần sử dụng kim cương để tô điểm cho từng cỗ máy đếm thời gian của họ. Từ thương hiệu Rolex, Hublot, Audemars Piguet, những tên tuổi lớn trong ngành chế tác đến những nhà sản xuất đồng hồ độc lập như là Jacob & Co, Frank Mueller thì đều ghi danh trên ngành chế tác bằng những mẫu đồng hồ nặng kín kim cương. Những nhà sản xuất kể tên bên trên đều xuất hiện với tư cách là nhà sản xuất đồng hồ, cung cấp những cỗ máy thời gian, thế nhưng kỹ thuật nạm đá quý của họ chưa bao giờ từng khiến cho công chúng hay người sưu tầm thất vọng. Loạt đồng hồ Rainbow đá quý sắp xếp theo phong cách cầu vồng luôn là sự tự hào lớn lao của mỗi nhà sản xuất. Vẻ đẹp vĩnh cửu của kim cương, sapphire, ruby đều trở nên hấp dẫn và mê hoặc ở mọi góc nhìn. Không được bắt mắt như vậy, mẫu đồng hồ Vanguard V35 đến từ thương hiệu Frank Mueller hiện có mặt tại Gia Bảo Luxury lại xuất hiện khiêm tốn hơn. Không có những viên đá quý sắc màu theo concept cầu vồng, thiết kế Frank Mueller Vanguard này mang vẻ đẹp cao quý từ bộ vỏ vàng hồng nổi bật đã được nạm kín bởi những viên kim cương chất lượng tuyệt vời nhất. Kim cương hay rất nhiều kim cương là những gì chúng ta nhìn lướt qua cũng như là ngay lập tức nhận ra trên thiết kế đồng hồ này. Kim cương xuất hiện tràn ngập trên vành bên rồ đồng hồ, cạnh bên bộ vỏ, khóa cài cho tới chiếm đoạt luôn phần mặt số bên trong. Với chiếc đồng hồ Vanguard này thì kim cương được sử dụng đều là kim cương zin, có nghĩa là kim cương do chính hãng lựa tuyển, cắt gọn và nạm lên các bộ phận của đồng hồ. Tại sao chúng ta lại phải nhấn mạnh điều này? Độ đồng hồ hay lên kim là từ hay được sử dụng để mô tả hành vi nạm thêm đá quý lên một chiếc đồng hồ. Việc nạm thêm đá quý lên chiếc đồng hồ không hề xa lạ và đúng là nó làm tăng thêm vẻ đẹp lấp lánh, sang trọng. Nhưng mà về mặt giá trị thì những chiếc đồng hồ độ sẽ không thể so sánh với đồng hồ nguyên bản. Tại Việt Nam thì đồng hồ đến từ Frank Mueller rất nổi tiếng và bởi việc sở hữu một chiếc đồng hồ được nạm kín kim cương nguyên bản như là chiếc Vanguard V35 này, không phải là ai cũng đủ khả năng nên quá trình lên kim khá được ưa chuộng. Kim cương trên đồng hồ Frank Mueller nguyên bản đều được tuyển chọn kỹ lưỡng về mặt chất lượng cũng như là mặt cắt để có thể phản xạ được ánh sáng xuất sắc. Trước tiên là xử lý cấu trúc khung vỏ cong mềm mại bằng máy cắt và máy mài chuyên dụng. Tiếp đến là công đoạn tạo lỗ trấu để đặt từng viên kim cương vào ở đằng sau. Sự mượt mà của bộ vỏ đồng hồ và bề mặt kim cương là những điều chúng ta có thể thấy rõ trên chiếc Vanguard V35 này. Những viên kim cương được xếp đều và đẹp mắt có thể sẵn sàng tỏa sáng trên nền vàng hồng bên dưới. Với cổ tay nữ giới, Vanguard V35 sẽ chiếm một diện tích không nhỏ với kiểu dáng đặc biệt của bộ vỏ đồng hồ. Khác với vỏ tròn sẽ nằm gọn trên cổ tay, dáng vỏ đồng hồ này tràn bề ngang của cổ tay. Bởi vậy mà dù đã được thiết kế đáy cong, nếu cổ tay của bạn chu vi quá nhỏ thì sẽ không thể đeo được chiếc đồng hồ này. Dĩ nhiên là mặt đáy đồng hồ được thiết kế trơn, phần trung tâm là ô cửa sổ tròn tiết lộ bộ máy nhỏ gọn cung cấp năng lượng cho cả chiếc đồng hồ. Không khó để thấy roto chiếm phần lớn diện tích bộ máy và là chi tiết đem lại năng lượng cho cả chiếc đồng hồ. Roto sẽ chuyển động qua lại và có tác dụng lên cót cho đồng hồ. Được nạm kín kim cương bên trong, mặt số dáng thùng của chiếc đồng hồ này vẫn rất là dễ nhìn bởi nhà sản xuất đã khéo léo làm nổi bật những chi tiết quan trọng nhất. Vòng đệm màu đen ngoài rìa mặt số thì nhà sản xuất in sơn các con số 5, 10, 15, 60 để hoàn thiện chức năng báo dây. Bộ kim trung tâm được làm bằng vàng hồng và có phủ lớp sơn phản quang màu trắng nổi bật trước sự hào nhoáng của những viên kim cương bên dưới. Cuối cùng là 12 cọc chỉ giờ bằng vàng với những đường cong mềm mại đều được hãng tiến hành đặt thủ công trên mặt số. Những chi tiết phối hợp với nhau hài hòa và cung cấp khả năng để theo dõi thời gian cho cả chiếc đồng hồ này. Với những điều đặc biệt ấy mà chúng tôi phân tích trong video ngày hôm nay thì không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ này? Thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!